Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đi Đi Khám Phá. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta để giành độc lập từ tay đế quốc, có một phần đóng góp không nhỏ công lao của các chiến sĩ ngoại quốc. Điển hình trong số đó là chiến sĩ người Hy Lạp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lập, Kostas Xanthidis. Hôm nay các bạn hãy cùng Đi Đi Khám Phá, tìm hiểu về người chiến sĩ đặc biệt này nhé. Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927, mất ngày 25 tháng 6 năm 2021. Tên khai sinh Kostas Xanthidis. Ông sinh ra trong một gia đình công nhân ở Thessaloniki, Hy Lạp. Năm 16 tuổi, ông bị Đức Quốc xã bắt đi lính và đưa sang Đức. Một thời gian sau ông trốn thoát và sống tạm trên những chuyến tàu qua lại biên giới Nam Tư Hy Lạp. Sau khi chấm dứt Thế chiến thứ hai, vì không có giấy tờ tùy thân nên ông không thể trở về Hy Lạp. Bị đưa vào trại tập trung tại Ý, đầu năm 1946, ông xin gia nhập quân đội Lê Dương Pháp và được đưa sang Đông Dương, theo sứ mệnh giải phóng các dân tộc tại đây khỏi quân Nhật. Đơn vị của ông được tàu chiến đưa đến Sài Gòn, rồi sau đó lên xe lửa đi ra miền Trung. Ngay những ngày đầu đến Việt Nam, ông đã chứng kiến nhiều hành động tàn ác của quân Pháp đối với người dân bản xứ. Điều này khiến ông nảy sinh ý định đào ngũ sang phe Việt Minh. Khi đóng quân tại Bình Hòa, Mũi Né, Bình Thuận, Kostas Xanthidis đã bắt đầu liên lạc được với điệp viên của Việt Minh. Đầu tháng 6 năm 1946, ông đã cùng một người lính Lê Dương khác tên là Marinos giải thoát cho 25 tù chính trị và đem theo một súng máy, hai súng trường chạy sang hàng ngũ Việt Minh. Tại khu kháng chiến, ông được đặt tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập và chính thức gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những chiến sĩ Việt Nam mới. Ở chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng, ông được giao công tác địch vận, phát thanh vào đồn quân Pháp, thua phục được 40 lính Lê Dương bỏ hàng ngũ của Pháp và cứu sống được 120 người bị địch bắt. Từ năm 1946 đến năm 1952, ông tham gia chiến đấu dũng cảm ở nhiều đơn vị, lập nhiều chiến công xuất sắc. Là một xạ thủ súng máy, ông đã cùng tiểu đoàn 39, liên khu 5 diệt hơn 200 lính Âu Phi, bẻ gãy một cuộc càn quét quy mô lớn của quân Pháp vào vùng tự do của ta ở Hương An, Bà Rén, Quảng Nam. Trong một trận chiến đấu khác cùng đại đội 1, súng máy của ông chỉ còn 21 viên đạn nhưng ông đã bắn rơi máy bay Moane của quân Pháp, bắt sống 3 phi công Pháp ở gần ga Phú Cang, Quảng Nam. Năm 1949, Nguyễn Văn Lập được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Tiểu đoàn 365, 39, trung đoàn 803 nơi ông từng công tác đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 12 năm 2009. Từ năm 1953 đến 1954, ông được giao nhiệm vụ làm tổng giám thị tại trại tù hàng binh Âu Phi số 3. Tại đây ông đã quán triệt chính sách nhân đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã giác ngộ cho nhiều tù binh nhận thức rõ cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Khi được trả về nước, đa số họ đều bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đến nhà nước Việt Nam. Sau Hiệp định Geneva 1954, ông tập kết ra Bắc và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Ông từng lái xe tải ở các mỏ than Na Dương, mỏ Thiếp Cao Bằng, làm phiên dịch cho chuyên gia Cộng hòa Dân chủ Đức ở nhà máy in tiến bộ và nhiều lần đi đóng các vai Pháp, Mỹ trong một số bộ phim truyện Việt Nam. Năm 1958, ông lấy vợ Hà Nội, sinh được 4 người con, một trai ba gái, tất cả đều lấy tên Việt Nam. Năm 1965, ông cùng gia đình trở về Hy Lạp để chăm sóc mẹ già. Tại đây, ông cùng vợ và các con luôn một lòng hướng về Việt Nam, với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Ông tham gia vào Đảng Cộng sản Hy Lạp, thành lập Hội người Việt Nam tại Hy Lạp và làm đầu mối liên lạc giữa hai chính phủ với nhiều việc làm cụ thể vun đắp mối quan hệ quốc tế giữa hai nhà nước Việt Nam Hy Lạp. Đặc biệt, ông đã viết hai tập hồi ký Tại sao tôi theo Việt Minh và Ở một trại tù binh Việt Nam, giới thiệu cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời đấu tranh vạch trần những luận điệu xuyên tạc của một số tờ báo phương Tây về chính sách khoan hồng của nhà nước Việt Nam. Ông dành tiền bán sách, kêu gọi Việt Kiều tại Hy Lạp và các tổ chức khác góp tiền ủng hộ cho nạn nhân chiến tranh, người nghèo tại Việt Nam được hơn 300 triệu đồng. Ông cũng đã nhiều lần trở lại Việt Nam thăm đồng đội cũ, chiến trường xưa và dự đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ông cũng từng tháp tùng Tổng thống Hy Lạp sang thăm Việt Nam và được nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, công tác, ông đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng 2, Huân chương Chiến công hạng 1, Huân chương Hữu nghị và được công nhận quốc tịch Việt Nam ngày 9 tháng 11 năm 2010. Tháng 5 năm 2013, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ông là người nước ngoài duy nhất từ trước tới nay được phong tặng danh hiệu cao quý này. Trong niềm xúc động khi nhận danh hiệu cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng, ông bày tỏ: "Thành tích và vinh dự lớn lao này trước hết thuộc về các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp của tôi, thuộc về tập thể đồng chí, đồng đội, thuộc về nhân dân các địa phương nơi tôi từng công tác, và tôi chỉ có một phần trong đó. Tôi tự hào là người Việt Nam, khâm phục bản lĩnh anh hùng của nhân dân Việt Nam, và tôi tin tưởng chắc chắn một tương lai không xa, chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ được xây dựng thành công." Ngày 25 tháng 6 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Lập, Kostas Saratidis, qua đời tại Athens, Hy Lạp, thọ 94 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng đội và nhân dân Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay các bạn hãy ấn thích và chia sẻ video này đến bạn bè nhé. Còn nếu thấy chưa hay các bạn hãy ấn không thích và để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là động lực để mình tiếp tục phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.